Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo phát hiện tổng cộng 153 máy bay quân sự, 14 tàu hải quân, 32 tàu chấp pháp Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo từ 5 giờ ngày 14 tháng 10 đến 6 giờ ngày 15 tháng 10. Đây là số lượng máy bay đông đảo nhất từng được ghi nhận trong vòng một ngày quanh đảo Đài Loan. Cơ quan này cho hay 111 máy bay trong số này đã vượt qua đường trung tuyến nằm giữa Trung Quốc đại lục và hòn đảo, cũng như tiến vào những vùng nhận diện phòng không ADIZ ở phía Bắc, Tây, Tây Nam và đông đảo Đài Loan. Quân đội Trung Quốc ngày 14 tháng 10 thông báo mở cuộc tập trận Liên hiệp lợi kiếm 2024B quanh đảo Đài Loan với các nội dung tuần tra, sẵn sàng chiến đấu trên không và trên biển, thực hành kịch bản phong tỏa cảng biển then chốt trên đảo Đài Loan cùng một số khoa mục khác. Tàu sân bay Liêu Ninh cùng phi đội tiêm kích hạm J-15 cũng tham gia tập trận. Đại tá Lý Hy Hải, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông, quân đội Trung Quốc, nói cuộc tập trận là biện pháp răn đe nghiêm khắc đối với những hành động ly khai của những thế lực đòi độc lập cho Đài Loan. Khoảng 13 tiếng sau thông báo đầu tiên về Liên hợp lợi kiếm 2024B, ông Lý tuyên bố tập trận thành công và đã kết thúc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định, mọi động thái khiêu khích từ những lực lượng đòi độc lập Đài Loan sẽ đối diện với phản ứng từ Trung Quốc. Bà kêu gọi Mỹ chấm dứt trang bị vũ khí cho lực lượng phòng vệ hòn đảo và ngừng gửi tín hiệu sai lầm đến những lực lượng ly khai ở Đài Loan. Lực lượng phòng vệ Đài Loan ngày 14 tháng 10 thông báo triển khai chiến đấu cơ, tàu hải quân và các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển để giám sát cuộc tập trận. Ông Trác Vinh Thái, lãnh đạo hành chính viện của Đài Loan, chỉ trích quân đội Trung Quốc tổ chức tập trận nhưng không thông báo trước, gây rối loạn nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và quyền tự do hàng hải trong khu vực. Sau khi nhận chức vào hồi tháng 5, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, thành viên của Đảng Dân Tiến, DPP cầm quyền, duy trì lập trường cứng rắn trong quan hệ với đại lục. Bắc Kinh từng chỉ trích ông Lại là chính trị gia theo chủ nghĩa ly khai nguy hiểm và gây căng thẳng cho quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng dùng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình. Giáo sư Yoichiro Sato, chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Ritsumeikan châu Á-Thái Bình Dương, Nhật Bản, đánh giá cuộc tập trận của Bắc Kinh là để đáp lại bài phát biểu của ông Lại Thành Đức, lãnh đạo Đài Loan, nhân ngày song thập vừa qua. Trung Quốc đại lục đã quyết định đe dọa Đài Loan bằng một cuộc tập trận phong tỏa giống như chiến tranh đối với các cảng quan trọng của Đài Loan. Cuộc tập trận của Trung Quốc gửi đi một thông điệp mạnh mẽ chống lại độc lập của Đài Loan và thử thách quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ Đài Loan. Không những vậy, giáo sư Sato còn đánh giá, cuộc tập trận là một gáo nước lạnh đối với tân thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, người vừa gặp thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại hội nghị cấp cao ASEAN ở Lào và đang quan tâm đến việc có cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới. Thời gian qua, Tokyo đã nhiều lần phát đi thông điệp tăng cường hợp tác với Đài Bắc và khẳng định có lợi ích trong việc đảm bảo hòa bình ở eo biển Đài Loan. Đề xuất NATO hóa của thủ tướng Ishiba đã vấp phải sự chỉ trích ở khắp nơi. Trong bối cảnh đó, căng thẳng gia tăng về Đài Loan càng đẩy mạnh sự chỉ trích đối với đề xuất của ông Ishiba. Giáo sư Sato nhận định. Giáo sư Stephen Robert Nagy, Đại học Cơ đốc giáo quốc tế Nhật Bản, học giả Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật Bản, cho rằng Bắc Kinh tiếp tục gửi thông điệp mạnh mẽ tới Đài Bắc rằng độc lập là điều không thể thương lượng. Các cuộc tập trận quân sự nhằm truyền tải thông điệp đó và được lên lịch sau các sự kiện ngày song thập. Đây là điều thường xảy ra để Bắc Kinh thể hiện sự không hài lòng với Đài Loan. Tuy nhiên, giáo sư Nagy đặt vấn đề. Cách hành xử của Trung Quốc có thể gây phản tác dụng khi ngày càng nhiều quốc gia dù đồng thuận nhưng dường như đang xem xét lại cách diễn giải chính sách một Trung Quốc. Nói một cách đơn giản, các hành động của Bắc Kinh trong khu vực khiến nhiều bên phải dè chừng và lo ngại quanh sự trỗi dậy của Trung Quốc, một cường quốc khu vực và toàn cầu. Thay vì củng cố vị thế, Bắc Kinh lại đang thể hiện thái độ và hành động khiến cho nhiều bên lo ngại, sợ bị đe dọa nhiều hơn nên Đài Loan có cơ hội tăng cường hợp tác với các bên. Giáo sư Nagy nhấn mạnh. Các ghi chép của Trung Quốc dường như đã nhắc tới Đài Loan lần đầu tiên vào năm 239 công nguyên. Thời bấy giờ, một vị hoàng đế đã cử quân viện trình tới hòn đảo này, một dữ liệu mà Trung Quốc sử dụng để củng cố yêu sách lãnh thổ của mình. Đoạn này nhắc tới ghi chép, thời Tam Quốc, nhà Đông Ngô đã gửi quân tới một vùng đất gọi là Di Châu mà nhiều thuyết cho rằng là Đài Loan. Sau khoảng thời gian tương đối ngắn là thuộc địa của Hà Lan, Đài Loan nằm dưới sự cai trị của nhà Thanh rồi được nhượng cho Nhật Bản sau khi Nhật Bản giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh Nhật Thanh. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đầu hàng và từ bỏ quyền kiểm soát các lãnh thổ chiếm được từ Trung Quốc. Sau đó, Đài Loan chính thức được coi là bị Trung Hoa Dân Quốc ROC chiếm đóng
sau khi ROC nhận được sự đồng thuận từ hai đồng minh là Mỹ và Anh. Trong vài năm sau đó, một cuộc nội chiến đã nổ ra ở Trung Quốc và quân của lãnh đạo lúc bấy giờ là Tưởng Giới Thạch đã bại trận trước quân Cộng sản của Mao Trạch Đông. Vào năm 1949, Tưởng Giới Thạch, tàn dư chính phủ Quốc dân Đảng KMT của ông và những người ủng hộ khoảng 1,5 triệu người chạy qua Đài Loan. Tại đây, Tưởng Giới Thạch đã thiết lập chế độ độc tài và cai trị Đài Loan cho đến những năm 1980. Sau khi Tưởng Giới Thạch qua đời, Đài Loan dần chuyển sang chế độ dân chủ và có cuộc bầu cử đầu tiên vào năm 1996. Mỹ giữ quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh, công nhận đó là chính quyền duy nhất theo chính sách một Trung Quốc, nhưng vẫn là quốc gia quan trọng ủng hộ Đài Loan trên trường quốc tế. Luật pháp buộc Washington phải cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan. Tổng thống Joe Biden từng nói sẽ bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự, phá vỡ lập trường được gọi là mơ hồ chiến lược đó. Lâu nay, Đài Loan là vấn đề gây tranh cãi nhất trong mối quan hệ Mỹ-Trung, với việc Bắc Kinh lên án bất kỳ động thế nào được cho là ủng hộ Đài Loan của Washington. Vào năm 2022, sau chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi, khi đó là Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Trung Quốc đã trả đũa bằng cách phô trương sức mạnh chưa từng có tiền lệ bằng cách thực hiện các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám, điều động số lượng kỷ lục máy bay chiến đấu của Trung Quốc tới gần Đài Loan và tiến hành các cuộc tập trận quân sự để phản ứng trước những trao đổi ngoại giao giữa Mỹ và Đài Loan. Vào năm 2022, số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan tăng gần gấp đôi. Kết quả bầu cử của Mỹ sắp tới sẽ định hình mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Ai là người chiến thắng cũng sẽ có tác động không thể xóa nhòa tới mối quan hệ nhạy cảm giữa Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan.